bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Showbiz hôm nay, Lưu Diệc Phi hẹn hò Lý Hiện, Triệu Lệ Dịn nhận phim mới hợp tác với một sao nam nổi tiếng. Dù là ngày đầu tiên trong tuần mới, nhưng làm phim ảnh Hoa Ngữ đã chìm trong không khí ảm đạm. Dù Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi, Cúc Tình Y và một số ngôi sao vẫn còn hoạt động, nhưng vẫn bị lấn át bởi cái tên gây xôn xao của một bộ phim Hàn và lễ trao giải âm nhạc đình đám thế giới. Cụ thể ra sao, hãy cùng theo dõi hết bài điểm phim ngày hôm nay của Mây Sinh Nha. Bạn xếp hạng lượt xem phim trực tuyến. Từ số liệu thống kê của Blink K công bố, mình tin rằng ai nấy đều nhận ra sức xem phim của khán giả Hoa Ngữ ở ngày cuối tuần vừa rồi đã giảm mạnh. Ngữ Giao Ký tuy rằng vẫn giữ ngôi vị cao nhất nhưng chỉ có được 85,59 triệu lượt xem. Tình hình trên hoàn toàn trái ngược với những tuần trước, khi cuối tuần Ngữ Giao Ký không chiếu tập mới mà lượt xem vẫn tăng đều, có lẽ nào các khán giả không còn thích phim ngược nữa rồi. Nhân tiện đang nhắc tới Ngữ Giao Ký, chỉ còn vài giờ nữa là phần 2 sẽ phát sóng, đoàn phim cũng tranh thủ xả nốt loạt hình cũ chụp ở hậu trường mà đa phần đều là những khoảnh khắc đáng giá, giúp khán giả có thêm cái nhìn về sự nỗ lực của Địch Lệ Nhiệt Ba cho vai diễn này. Trở lại với bảng xếp hạng lượt xem phim trực tuyến của Blink K, Sổ Tay Hướng Dẫn Săn Tội với 64,96 triệu lượt xem đang xếp thứ 2. Nhờ thành công của bộ phim này mà Đàn Kiện Thứ đã lọt vào top những thiệu sinh có triển vọng nhất làng phim showbiz hiện nay. Ngay sau đó với 57,56 triệu lượt xem, Công Chúa Của Ảnh Đế lại có cơ hội lọt vào top 3, xếp kế tiếp đang ở top 4 là Không Thèm Yêu Đương Với Sếp, do Tống Tội Nhi và Hoàng Tự Thao đồng chính. Một số tạo hình mới của Lưu Diệc Phi, Lý Hiện và Dàn Sao. Ngoài bảng xếp hạng phim ảnh, một số diễn viên cũng có hình ảnh mới trong ngày hôm nay. Trước tiên phải nhắc tới Lưu Diệc Phi và Lý Hiện ở trường quay Đi Về Nơi Có Gió. Có một blogger đã tung ra đoạn clip mà mình đoán là một cảnh quay trong phim. Dù chất lượng hình ảnh không được tốt, song thứ thu hút lại chính là nét tự nhiên của cả Lưu Diệc Phi và Lý Hiện, hai người ngồi đối diện nhau ngay trên chiếc bàn đầy đồ ăn. Trong khi nam chính trò chuyện thoải mái, thì nữ chính cũng tận hưởng đồ ăn, thi thoảng còn vén tóc làm duyên. Trong một ống kính khác, Kiều Hân xuất hiện với bộ đồ khỏe khoắn, rực rỡ, khoe trọn làn da căng bóng và thân hình mạnh mai. Chỉ có điều mình thấy màu hồng cánh sen này không phải sinh ra để dành cho ngôi sao Yên Ngự Phú thì phải. Cúc Tình Y cũng xuất hiện trên sóng livestream với một giao diện mà mình chưa biết phải diễn tả như thế nào. Có vẻ vẫn là kiểu trang điểm quen thuộc, chỉ là ngôi sao da nam truyện đã chọn một lớp filter khác trên ứng dụng chụp hình mà thôi. Chưa hết đâu, mình còn mới nghe ngóng được một số tin tức về dự án phim sắp tới của Triều Lê Dịn. Dạo này cũng có nhiều dưa đồn rằng Tiểu Hoa 8X sẽ nhận kịch bản mới và hợp tác với một sao nam thuộc thế hệ trung sinh. Tuy nhiên, có luồng tin khác cho biết Triệu Lệ Dịn đang tranh giành một bộ phim cổ trang tạm dịch là Nữ Thương thuộc hệ chính kịch Đại Nữ Trụ. Thậm chí hiện giờ nữ diễn viên vẫn đang cạnh tranh với Tôn Lệ để lấy được tài nguyên quá ư ngon nghệ này. Bạn có mong chờ diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân ở phần tiếp theo của Ngữ Giao Ký hay không? Bạn có nghĩ gần đây Triệu Lệ Dịn liên tục bị hắc là do cô sắp tới có một kịch bản chất lượng nữa hay không? Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Mây Sinh ở phần bình luận dưới đây. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.